Người ăn ở có phúc sẽ cắt đứt quan hệ với năm loại bạn thâm độc nhỏ nhen này càng sớm càng tốt, kẻo vừa triệt phá tài vận vừa ôm bực tức vào thân. Chào mừng quý khán thính giả đã đến với chuyên mục Triết lý cuộc sống trên kênh Lắng Đọng Tinh Hoa. Quý vị thân mến, dân gian ta có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đôi khi, chúng ta biết người biết mặt mà không biết lòng, lỡ coi nhầm kẻ tiểu nhân lòng dạ thâm độc, thiển cận nhỏ nhen như bạn tốt, người mà có thể trao hết niềm tin, nhưng chỉ đổi lấy âm mưu gây hại và toan tính lợi dụng của họ. Quả thật, trên đời này, lòng người là thứ khó nhìn thấu nhất. Bạn thì hiếm, nhưng bè thì lại nhiều. Không phải cứ đối tốt với người khác thì sẽ được họ hậu đãi ngược lại. Và nếu phát hiện những người xung quanh bạn thuộc năm loại người sau đây, thì cho dù mối quan hệ của bạn và họ có thân thiết đến đâu, cũng phải cắt đứt ngay lập tức. Nếu không về sau, người chịu thiệt chỉ có bạn mà thôi. Thứ nhất, người luôn thích lợi dụng bạn. Chúng ta thường có ít nhất một người bạn như thế này. Họ đối xử với bạn như một người bạn bình thường, thậm chí còn chu đáo biết bạn thích gì và rộng rãi mua tặng bạn. Nhưng sau đó luôn đi kèm với một yêu cầu nào đó. Với họ, không có bữa trưa nào là miễn phí. Còn bạn, vì đã há miệng mắc quai nên đành phải làm theo, rồi dần dần trở thành con rối cho họ giật dây lúc nào không biết. Thử nghĩ xem, họ đang có một người giúp việc với chút thù lao là bạn đấy. Còn chần chừ gì nữa mà không cho họ nếch luôn để sống cuộc đời là chính mình đi nhỉ? Khi bạn quen một ai đó, điều cơ bản để xây dựng một mối quan hệ tốt đó là gì? Đó là tôn trọng lẫn nhau. Nhưng liệu có bao nhiêu người thực sự làm được điều này? Câu trả lời là rất hiếm. Trên thực tế, phần lớn trong cuộc sống đều là những người bề ngoài thì tỏ ra đối xử tốt với bạn, nhưng sau lưng lại luôn âm thầm lợi dụng bạn. Sở dĩ bề ngoài của họ đối xử tốt với bạn thực chất là để thao túng tâm lý của bạn, đánh lạc hướng phán đoán của bạn. Sau khi bạn dấn thân vào tình bạn hoặc mối quan hệ này rồi, họ sẽ lợi dụng tình cảm của bạn để làm những việc tổn thương bạn. Nếu cẩn thận suy nghĩ, bạn sẽ phát hiện ra rằng, từ khi quen biết họ cho tới nay, bạn chưa bao giờ nhận được bất cứ điều gì từ họ, ngoài những lời hứa suông và hoa mỹ sáo rỗng. Những người có ý lợi dụng bạn sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu, bởi vì khi bạn kết thân với họ, bạn không biết liệu mình có bị đối phương lợi dụng thật hay không. Hay là do bản thân quá đa nghi mà đổ oan cho họ. Họ sẽ xâm nhập vào tâm trí của bạn và triệt để biến bạn thành kẻ xấu thay họ. Hơn nữa, những người thích lợi dụng người khác đều rất ích kỷ. Cho dù bạn có dùng tấm chân tình của mình cũng không thể lay động được lòng trắc ẩn của họ đâu. Với những loại người như thế này, họ chỉ coi ta là bạn khi ta có gì đó để lợi dụng. Còn khi ta không có gì thì họ ngoảnh mặt làm ngơ ngay lập tức. Lúc mình có tiền có của, lúc mình giúp đỡ mình chia sẻ với họ thì họ gọi là bạn. Còn khi mình trắng tay, mình chẳng có gì giá trị, mình cần nhờ đến thì họ coi như không quen mình luôn, sẵn sàng lật mặt ngay. Tốt nhất tránh xa mấy thể loại lợi dụng đào mỏ này sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Cho nên, nếu xung quanh bạn có ai đó thích lợi dụng bạn, thì hãy cố gắng tránh xa. Đừng nghĩ một ngày nào đó bạn có thể cảm hóa được họ. Cho dù ngày đó thật sự tồn tại thì sao? Chắc hẳn bạn cũng đã bị chảy ra chốc vậy rồi. 2. Người luôn ngồi lê đôi mách về bạn. Người xưa thường nói, những người ngồi lê đôi mách thường không tử tế. Điều quan trọng nhất giữa người với người là lòng tin. Một khi niềm tin bị lung lay sẽ rất rắc rối. Trên đời này, ít người biết khen ngợi, biết nói đúng lúc, đúng nơi, thích nói lời ngon ngọt nịnh hót trước mặt, chê bai sau lưng. Thông thường,
một người hoặc là khen ngợi ca tụng người khác vì mưu cầu lợi ích gì đó, hoặc là đố kỵ ghen tức, soi mói sau lưng, chứ không nói đúng như thật để thỏa cơn căm hận. Một khi đã quen với thói ngồi lê đôi mách, soi mói người này kẻ nọ, bạn sẽ cảm thấy khen ngợi người khác là sự xa xỉ, còn không chê trách thì thấy như thiếu thiếu điều gì. Những người như vậy thường thích hỏi han đời tư và cuộc sống hàng ngày của người khác để nắm bắt lai lịch và tình hình hiện tại của đối phương, coi như một con bài mặc cả để trao đổi, thậm chí mua bán với người khác. Ngay cả khi bạn bảo họ im lặng, họ sẽ giả vờ rằng họ chỉ vô tình để tiết lộ chuyện riêng tư của bạn trước người khác. Họ thường tỏ ra là kẻ vô tội, chỉ đang giả vờ chọc ghẹo bạn. Nhưng thực chất, họ đang muốn nuốt chửng bạn và không muốn bạn sống quá êm đềm, vui vẻ. Ngay cả khi bạn gặp chuyện rắc rối trong cuộc sống, tất cả đều nằm trong tính toán của họ. Ngoài sự hả hê, người như vậy sẽ không hiểu bạn và giúp đỡ bạn. Nếu bên cạnh bạn có một người bình thường vui vẻ, không có việc gì thì không sao. Nhưng mỗi lần cả hai xảy ra mâu thuẫn riêng, thì người đó lại luôn đi chỗ này, chỗ nọ nói xấu bạn. Thì đó chính là dấu hiệu bạn không nên tiếp tục giao du với họ nữa. Mặc dù những người như vậy không quá gian ác, nhưng tính ngồi lê đôi mách của họ quả thực không tốt cho chúng ta. Vì không chỉ xảy ra mâu thuẫn mà ngày thường nếu bạn nói bí mật của mình cho họ, thì cũng rất có thể họ sẽ lại đi nói bí mật đó cho người thứ ba nghe. Vì vậy, chúng ta nên là một người sáng suốt trong các mối quan hệ. Nếu một người đã phá hủy lòng tin của mình dành cho họ, thì đừng tiếp tục qua lại nữa. Cho dù bạn và họ có thân tới mức nào, cũng đừng tương tác với họ và đừng nói với họ quá nhiều về thông tin quá khứ và gia đình của bạn. Nếu không, bạn sẽ tự chuốc lấy rắc rối. Tuyệt đối đừng nghĩ rằng đây chỉ là những chuyện vặt vãnh, vì biết đâu có một ngày chuyện vặt vãnh chất thành núi rác cũng có thể đè chết bạn đấy. Thứ ba, kiểu bạn chỉ biết nhận mà không biết cho. Người xưa có câu, muốn nhìn thấu nhân phẩm của người khác, chỉ cần quan sát thời điểm họ xung đột về lợi ích, đặc biệt là khi lợi ích bị hao tổn, phản ứng của họ sẽ thể hiện rõ nhất. Kiểu người này có thể dễ dàng bị lộ tẩy qua hành động. Họ chỉ biết nhận về mình, đòi hỏi nhiều mà cho đi thì ít, chỉ làm ơn để được nhận lại. Họ luôn đặt mình làm trung tâm của mọi quan tâm và hành động, không bao giờ suy nghĩ tới cảm xúc hay nhu cầu của người khác. Đối với họ, mọi mối quan hệ là một cơ hội để tìm kiếm lợi ích riêng, không phải để chia sẻ hay xây dựng tình bạn đáng tin cậy. Những người thuộc kiểu này thường rất giỏi trong việc đòi hỏi và đòi tới mức đáng ngạc nhiên. Họ không ngần ngại đưa ra những yêu cầu không hợp lý và dường như không bao giờ biết đủ. Mục tiêu của họ là luôn đảm bảo họ có được nhiều hơn trong mọi tình huống, bất kể giá trị thực sự của mối quan hệ đó. Tình bạn với kiểu người này thường chỉ là một quy trình trục lợi và vô hồn. Họ không quan tâm tới việc bạn có cảm thấy vui vẻ hay không, mà chỉ quan tâm tới việc họ có kiếm được gì từ bạn. Tình bạn với họ giống như mối quan hệ ký sinh. Trong đó, họ hốt sức sống và lợi ích từ bạn mà không bao giờ đóng góp gì cho bạn. Đúng như vậy, con người ta sống trên đời không tránh khỏi những lúc nhận phần thua thiệt về mình dù muốn hay không. Thế nhưng, cách chúng ta phản ứng trước tình huống đó sẽ thể hiện nhân phẩm và đẳng cấp của chúng ta. Vậy nên, nếu một lúc nào đó bản thân bạn bị thiệt thòi một chút thì chớ vội cay cú hay lo lắng. Ai rồi cũng sẽ có lúc như vậy thôi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn cứ vô tư chịu thiệt thòi trong mọi việc. Thay vào đó, trong từng hoàn cảnh, hãy tự đánh giá và cân nhắc kỹ lưỡng xem việc bạn chịu thiệt có đáng giá hay không. Bên cạnh đó, nếu thấy ai đó cứ luôn đẩy phần thiện về phía bạn, thì bạn không cần phải niềm nở với họ, bởi những người đó rốt cuộc chỉ muốn chiếm lợi lộc từ bạn mà thôi. Họ không hề yêu thương bạn, không quan tâm tới việc bạn phải chịu thiệt thòi ra sao. Cái họ quan tâm
chỉ là cái lợi trước mắt họ, là phần hơn mà họ chiếm được. Do đó, chẳng có lý do gì để chúng ta phải có thái độ hòa nhã, vui vẻ với những người như vậy cả. Nếu bạn quyết định hy sinh vì kiểu bạn bè này, bạn sẽ không chỉ tổn thương bản thân mình mà còn làm cho họ trở nên ích kỷ hơn và tiếp tục áp đặt những hành động sai lầm vào người khác. Mối quan hệ chân chính và đáng tin cậy cần dựa trên sự đồng thuận, tôn trọng và sẵn sàng cho đi cũng như nhận. Kiểu người chỉ biết nhận là người không thể tham gia vào mối quan hệ thật sự và tránh xa là lựa chọn tốt nhất để bảo vệ tâm hồn và sức khỏe tinh thần của bạn. Thứ tư, người luôn thích thao túng suy nghĩ của bạn. Trên đời này, có rất nhiều người luôn thích tác động đến suy nghĩ của người khác. Khi bạn thân với họ, trong các cuộc trò chuyện, họ sẽ không bao giờ cho bạn có quyền giữ chủ ý của mình. Họ sẽ làm mọi cách để bẻ lái tư duy của bạn theo ý họ, ngoan ngoãn để họ dắt mũi. Loại người này cũng thường hay hỏi thăm bạn vài tin tức, bạn có ý tưởng gì cũng phải báo cáo với họ. Bởi vì trong mắt họ, bạn làm gì cũng phải được sự đồng ý của họ thì mới được làm. Đồng thời, bạn cũng phải làm theo các đề xuất và ý kiến mà họ đưa ra. Họ sẽ chỉ nhìn vấn đề từ quan điểm của riêng họ, chứ không phải từ quan điểm của bạn. Những người như vậy còn nguy hiểm hơn cả tiểu nhân, gặp thì nên bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng cũng không ngoại lệ một số ít trường hợp người đó thật sự quan tâm bạn. Nhưng cũng không vì thế mà bạn phải nghe theo lời họ 100% để họ chi phối. Bởi vì, cho dù chúng ta có tốt với họ đến đâu, nhưng nếu chúng ta chỉ luôn nghĩ các vấn đề từ góc độ lợi ích cá nhân, đặt cái tôi ở trong đó, thì sớm muộn gì cũng sẽ hại người, hại mình. Và cho dù ý định ban đầu của họ là tốt, muốn giúp bạn san sẻ, nhưng hành động của họ đã bị cái tôi chi phối thì chỉ thêm hại bạn mà thôi. Bởi suy cho cùng, một người luôn thích thao túng suy nghĩ của bạn hầu hết không chỉ là người ích kỷ mà còn có ham muốn kiểm soát rất mạnh. Người như vậy là người có khuyết điểm lớn về nhân cách. Ngoài ra, họ còn rất tự phụ, luôn nghĩ rằng mình là người thông minh nhất thế giới, những người khác đều ngu ngốc và phải nghe theo họ. Ở cùng với người như vậy sẽ rất mệt mỏi. Điều duy nhất chúng ta có thể làm không phải là thay đổi họ mà là tránh càng xa càng tốt. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp rất nhiều loại người. Một số người sẽ trở thành những người quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta và họ sẽ dạy chúng ta rất nhiều điều. Nhưng có một số người, tuy ban đầu có thể có chút tình bạn thắm thiết, nhưng thời gian trôi qua, họ dần bộc lộ bản chất thật của mình. Họ luôn thích làm những việc tổn thương người khác để kiếm lợi cho bản thân, nhưng ngoài mặt thì lại tỏ ra rất tốt với bạn. Đối với những loại người như vậy, thực sự không cần thiết phải vướng bận quá nhiều, cũng không cần phải phản bác hay đối đầu, khó chịu với họ. Điều chúng ta cần làm chỉ là nhẹ nhàng tránh xa họ và để họ biến mất khỏi cuộc đời chúng ta. Thứ năm, người hay ghen ăn tức ở. Sâu thẳm trong mỗi con người chúng ta đều có sự cạnh tranh, so sánh nhất định với người khác. Tuy nhiên, khi bạn trở nên ghen tị đố kỵ với thành công của người khác, nó sẽ là ngọn lửa thiêu đốt chính bạn cũng như người khác. Một người bạn hay ghen tị sẽ liên tục chỉ trích hành động hoặc lựa chọn của bạn. Giả sử bạn chọn đi nghỉ cùng người yêu và để chú chó cưng ở nhà với bố mẹ. Thay vì vui mừng vì bạn đang có một khoảng thời gian tuyệt vời, người bạn này lại khiến cho bạn cảm thấy có lỗi vì đã không mang theo chú chó của mình. Nếu có vẻ như bất kể bạn làm gì, bạn của bạn luôn hướng tới quyết định của bạn thành một điều tồi tệ, thì đây có thể là một dấu hiệu khác cho thấy họ đang ghen tị. Bên cạnh đó, vì ghen tị với sự thăng quan tiến chức của ai kia, người ta có thể tìm cách để dựng chuyện, dàn xếp, tung tin đồn nhằm làm tổn hại tới thanh danh của người đó. Và khi đối tượng nhắm tới gặp nạn, họ không những không giúp đỡ mà còn hả hê trong sự bất hạnh của ai kia, nói ra những lời lẽ không hay. Những người như vậy
thực sự có đạo đức thấp, không xứng đáng với tình bạn sâu sắc của bạn hay bất kỳ ai. Một số người có ghen ăn tức ở nhưng không thể hiện rõ ra bên ngoài. Họ luôn tỏ ra lịch sự thân thiện với bạn nhưng lại âm mưu ngấm ngầm làm điều ác. Họ khiến bạn mất đi những gì bạn đang có, bị người khác không tin tưởng nữa, con đường phía trước thêm nhiều phần chông gai. Loại người này có dã tâm nham hiểm. Tốt hơn hết, bạn cần biết để đề phòng kịp thời, tránh manh động để đối phương lợi dụng. Trên đời này, lòng người thực sự rất phức tạp. Một giây vừa nói lời chúc mừng bạn trong sự hân hoan, giây sau đã ngập tràn sự ghen tị và đố kỵ. Nhưng mọi thứ đều có dấu vết, và với sự quan sát tinh tế hơn, đừng quá dễ dàng đặt lòng tin vào người khác, bạn sẽ nhận ra được những dấu hiệu khả nghi. Bởi đố kỵ không phải lúc nào cũng có nghĩa là tình bạn kết thúc. Hãy thẳng thắn trò chuyện với bạn của bạn, đề cập vấn đề và giải thích lý do tại sao điều đó khiến cho bạn khó chịu. Và đó là cách để đạt được những bước tiến trong việc khắc phục mối quan hệ. Bằng cách thẳng thắn phơi bày vấn đề, bạn của bạn có thể bắt đầu suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra nhận xét và hành động để tránh khiến bạn cảm thấy tồi tệ và suy sụp. Và nếu mọi chuyện vẫn không thay đổi, dù bạn đã rất chân thành trong việc chia sẻ và tìm cách giải quyết mâu thuẫn, có lẽ đó là lúc thích hợp để nói lời tạm biệt với tình bạn này. Do đó, trong cuộc sống, bất kể bạn hoạt động trong lĩnh vực gì và vị trí nào, bạn sẽ đều phải tiếp xúc với rất nhiều kiểu người. Bạn bè của bạn sẽ nói lên bạn là ai. Thanh lọc kịp thời những kẻ không đáng và bao quanh mình bởi những người bạn tốt, cuộc sống của bạn sẽ luôn vui vẻ. Thưa quý vị, tình bạn là một trong những món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống. Mặc dù coi trọng tình bạn, nhưng trong xã hội hiện đại ngày nay, chúng ta dường như đã quên mất ý nghĩa thực sự của tình bạn. Quả là trớ trêu và đáng tiếc khi nhiều người có hàng ngàn bạn trên mạng xã hội, nhưng có thể lại không có nổi một người bạn thực sự hiểu mình. Vậy thế nào là một người bạn đích thực? Và liệu bản thân mình có phải là một người bạn tốt hay không? Dưới đây chính là 6 đặc điểm của mọi tình bạn đẹp. Hãy cùng Lắng Đọng Tinh Hoa tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, không đánh mất sự tôn trọng dành cho nhau. Tôn trọng chính là việc bạn đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, lợi ích và phẩm giá của người khác. Điều này đòi hỏi bạn phải có cái nhìn khách quan nhất để có thể nhìn nhận và khẳng định giá trị của mỗi con người mà không bình phẩm hay chê bai. Việc này góp phần thể hiện lối sống văn hóa của mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, tôn trọng không phải là tâng bốc, nói quá chỉ để lấy lòng người khác. Đánh giá họ quá cao so với thực tế chỉ có thể cho họ cảm thấy vui hoặc chỉ là để lợi dụng họ. Đấy không phải là cách một người sử dụng lời nói để nịnh bợ thô kệch, mà là sự đánh giá đúng, không thể hiện sự đánh giá một cách thái quá. Trong cuộc sống, mọi người thường chia bè phái và từ bỏ những ai bất đồng quan điểm với mình. Tình bạn đích thực mạnh hơn những khác biệt về quan điểm và ý kiến. Những người bạn thực sự có thể thảo luận, thậm chí là tranh cãi xung quanh những vấn đề quan trọng. Nhưng họ không đánh mất tình bạn vì những quan điểm khác biệt. Họ coi trọng quan điểm của người khác bởi vì họ tôn trọng nhau. Có duyên làm bạn, ở cạnh ai đó đôi khi lý do không phải do hiểu nhau, hợp nhau mà đơn giản là đến từ sự tôn trọng. Tôn trọng tính cách, sự khác biệt, sự riêng tư và cả những nguyên tắc của nhau. Chỉ khi có sự tôn trọng, cả đôi bên mới có được sự thoải mái, vô lo khi ở cạnh nhau và tình bạn cũng vì thế mà bền vững hơn. Đôi khi, bạn bè dù thân tới mấy vẫn cần có khoảng cách. Khoảng cách này không phải làm xa cách tình bạn, mà ngược lại, nó giúp duy trì tình bạn lâu dài hơn. Bởi bất kể ai cũng đều có cuộc sống riêng, họ không chỉ có chúng ta là bạn mà còn có rất nhiều mối quan hệ khác. Không phải lúc nào bạn thân cũng có thể ở bên mình. Họ cũng gặp những người khác ở bên ngoài.
Tôn trọng những người bạn khác của bạn bè cũng chính là tôn trọng họ. Ai cũng cần riêng tư và chúng ta không nên can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người khác. Việc phàn nàn, trút giận, chia sẻ những thất vọng của mình sau một ngày mệt mỏi với bạn thân là điều bình thường và đương nhiên. Tuy nhiên, ta cần tránh phụ thuộc vì con người không phải là cỗ máy. Nếu phải nghe những điều tiêu cực thường xuyên thì cảm xúc của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thứ hai, người luôn tha thứ cho những lỗi lầm. Trong cuộc đời mỗi người, có lúc vì nóng vội, chủ quan mà chúng ta mất phương hướng, dẫn tới những hậu quả đáng tiếc. Nếu cứ mãi giày vò nhau vì chuyện đã qua, thì chúng ta không thể giải quyết được gì. Điều chúng ta cần làm là bỏ qua những sai lầm mắc phải và cẩn trọng làm lại từ đầu. Sai lầm là điều khó tránh khỏi. Nếu người khác biết nhận sai về mình, chúng ta hãy tha thứ cho họ. Không nên khắt khe với những lỗi lầm mà người khác phạm phải, cũng đừng nhìn vào đó mà vội đánh giá một con người. Cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp mà họ đã làm, những cố gắng nỗ lực mà họ đã bỏ ra. Nếu người mắc sai lầm ý thức được sai lầm và chấp nhận sửa đổi, thì họ rất cần sự bao dung từ mọi người để có cơ hội làm lại cuộc đời. Trước những lỗi lầm của người khác, bao dung lại có sức mạnh hơn nhiều so với sự trừng phạt. Không thể mở lòng khoan dung người khác, bạn cũng không thể nào thành công trong cuộc sống. Một người bạn tốt không nhắc lại những lỗi lầm cũ và gièm pha lẫn nhau. Họ biết tha thứ và tìm xin sự tha thứ một cách chân thành và khiêm nhường. Một mối quan hệ tốt đẹp không có chỗ cho sự nhỏ nhen, hẹp hòi. Trong cuộc sống, con người chẳng phải bậc thánh hiền, sẽ chẳng có ai là không phạm phải sai lầm hay làm tổn thương người khác. Nhưng chỉ cần ta có cái nhìn khoan dung hơn, không ôm mãi nỗi tức giận trong lòng, thì mọi chuyện thực ra nhẹ nhàng hơn ta nghĩ rất nhiều. Lòng thấy tức giận chính là dùng sai lầm của người khác để trừng phạt mình. Một khi trong tâm tràn ngập lửa giận, thì sẽ đánh mất đi ánh mặt trời và những điều ấm áp của cuộc sống. Nếu bạn chấp nhận tha thứ, thì hãy quên đi những điều không nên nhớ, dùng yêu thương để khỏa lấp nỗi đau. Không ai có thể bắt buộc bạn phải tha thứ, cũng không ai có quyền trách bạn nếu bạn không thể bao dung. Nhưng tha thứ để có được một tương lai tươi sáng, đó là lựa chọn sáng suốt của mỗi người. Và khi quyết định tha thứ cho một người, chúng ta sẽ nhận thấy tâm hồn mình cởi mở, rộng lớn hơn hẳn. Lòng bao dung là một món quà vô cùng quý giá cho chính bản thân bạn. Vì vậy, hãy học cách khoan dung. Thứ ba, luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Trong cuộc sống hàng ngày, con người không thể sống đơn độc mà luôn phải hòa nhập với mọi người qua mối quan hệ hiểu biết, gần gũi và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Đó là cách sống hướng thiện, đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho mỗi người khi cảm thông và giúp đỡ người khác bằng chính tấm lòng nhân hậu của mình. Sự trung thành vô cùng quan trọng đối với tình bạn. Một người bạn đích thực có thể dành nguyên một ngày nghỉ để giúp bạn chuyển nhà. Họ sẽ có mặt khi bạn cần và bạn cũng nên làm như thế với họ. Tôi đã từng đọc được một câu chuyện về lòng giúp đỡ rằng có hai cậu học trò Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu là một tình bạn đẹp. Hai cậu học sinh của trường Triệu Sơn Thanh Hóa đã cảm hóa tâm hồn của chúng ta bằng nụ cười đẹp, tình bạn chân thành và hơn hết là nghị lực cũng như tâm hồn của hai đứa trẻ biết suy nghĩ. Minh là cậu bé có những suy nghĩ và nghị lực rất phi thường, bởi chỉ có em mới có thể quyết định được em của sau này. Sinh ra từ nhỏ, Minh đã chịu những thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa, bởi em không có đôi chân lành lặn và cánh tay phải hoạt động bình thường như những người bạn khác. Em đã từng khóc và cảm thấy bất công, nhưng rồi em nhận ra rằng em dù có thế nào, em vẫn có quyền như các bạn của mình. Em mong muốn được đến trường và thực hiện giấc mơ trở thành lập trình viên xuất sắc về sau. Giấc mơ của em sẽ bước đi trên con đường gập ghềnh hơn, nhưng em đã bước từng bước nhỏ.
Các bạn viết tay phải, em lại phải khó khăn viết từng hàng chữ bằng tay trái. Em luôn luôn tự tiếp động lực cho mình bởi ước mơ của mình và những nguồn năng lượng từ những người yêu thương em. Mình vẫn rất may mắn vì chính em đã nhìn được ánh sáng cho tương lai, và chính suy nghĩ cũng như sự cố gắng của em đã giúp em đến với thế giới tình bạn tươi đẹp và trong sáng. Hiếu, cậu bạn đã mang cả bầu trời ánh sáng năng lượng đến với mình khi đã cõng bạn tới trường bao nhiêu năm và cùng bạn nói về những câu chuyện của ước mơ, của sách vở và của chính hai cậu bạn nhỏ cấp sách tới trường cùng nhau. Cõng bạn đi học, làm đôi chân của bạn, một cậu bạn nhỏ vô cùng tốt bụng và biết làm những điều có ích cho chính bạn mình và cộng đồng nơi em sống. Qua đây, ta thấy rằng cuộc sống nào cũng có khó khăn và vất vả, nhưng nếu chúng ta biết cách yêu thương nhau, chúng ta sẽ nhận được những giá trị tốt hơn thế. Tình bạn vượt qua khó khăn là tình bạn bền lâu. Mình và Hiếu là cả thế giới của nhau, dù trong mắt người ngoài cuộc họ có sự chênh lệch trong sự giúp đỡ cũng như so bì. Nhưng người trong cuộc họ yêu thương nhau và không toan tính vụ lợi. Cuộc sống hạnh phúc đối với con người không phải được quyết định bởi tiền bạc, quyền lực hay dung mạo bề ngoài, mà được quyết định bởi thế giới nội tâm bên trong. Con người chỉ thực sự vui vẻ, hạnh phúc khi biết sống hòa đồng và khoan dung, sẵn sàng cảm thông và giúp đỡ mọi người bằng trái tim giàu lòng nhân ái. Thứ tư, người luôn chia sẻ sự thật. Người bạn chân thành luôn sẵn sàng chia sẻ sự thật là một hòn ngọc quý trong thế giới đầy giả dối. Họ là người không bao giờ che giấu hay nói dối, ngay cả khi điều đó có thể gây thương tổn hoặc khó nghe. Điều quan trọng, họ luôn là người điều hướng bạn về hướng đúng, bằng cách đặt sự thật lên trên đầu và không phân biệt trong những lúc dễ dàng và khó khăn. Mối quan hệ với người bạn này thường đặc biệt vì tính chân thành và trung thực của họ. Bạn biết rằng bạn có thể tin tưởng họ hoàn toàn và điều này làm cho mối quan hệ thêm mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn. Người bạn này không chạy theo lợi ích cá nhân hay nỗ lực để giấu giếm điều gì đó. Thay vào đó, họ tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ chất lượng và dựa trên sự thật. Sự thật có thể làm mất lòng nhau, nhưng nó cũng là điều cần thiết để mối quan hệ phát triển. Một lời nói thật lòng và chân thành có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về nhau và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Người bạn chân thành không sợ đối mặt với những thách thức hay xung đột vì họ hiểu rằng đó là cơ hội để tìm kiếm sự thấu hiểu và đồng cảm đích thực. Tuy nhiên, giả dối ngược lại là độc tố trong mọi mối quan hệ. Nó tạo ra sự bất an và làm mất niềm tin và làm suy yếu mối quan hệ. Khi bạn biết rằng một người không luôn nói sự thật, bạn sẽ luôn cảm thấy nghi ngờ và lo lắng về ý đồ của họ. Điều này làm cho mối quan hệ trở nên không ổn định và dễ bị phá vỡ. Vậy nên, người bạn chân thành luôn đem lại sự thật và trung thực, cho dù có thách thức nào đối diện. Họ không chỉ là người bạn có thể dựa vào trong những thời điểm tốt đẹp, mà còn trong cả những thời điểm khó khăn. Đó là loại người bạn nên trân trọng và giữ gìn trong cuộc sống, vì họ đem lại giá trị đích thực cho mối quan hệ và cuộc sống. Thứ năm, người bạn giúp mình trở nên tốt hơn. Mối quan hệ trong cuộc đời chúng ta có thể được so sánh như một bức tranh nghệ thuật, nơi có sự xen kẽ của những tầng tầng lớp lớp tạo nên một tác phẩm phong phú và đa dạng. Trong bức tranh này, có những dòng nét mịn màng, những nét vẽ sắc nét và có những mảng màu tươi sáng. Nhưng một phần không thể thiếu và không thể bỏ qua là người bạn đồng hành qua thời gian. Tình bạn là một phần quan trọng của cuộc đời và một người bạn tốt thật sự có thể tạo ra những tác động tích cực không thể đo lường đối với bạn. Họ không chỉ là người bạn chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc, mà còn là những người bạn luôn đứng cùng bạn trong những thời điểm khó khăn, những lúc bạn cần một bờ vai để dựa vào. Một người bạn thật sự đặc biệt
không chỉ xuất hiện trong cuộc sống của bạn một cách tình cờ, mà họ còn giúp bạn trở nên tốt hơn. Họ là người đánh thức những giá trị tốt đẹp nhất trong bạn, khám phá và thúc đẩy bạn hướng tới mục tiêu lớn lao. Mối quan hệ với người bạn tốt không bao giờ là một cuộc chạy đua về người giỏi hơn, giàu có hơn hay nổi tiếng hơn. Họ không bao giờ cố gắng níu chân bạn để tạo ra sự phụ thuộc hoặc làm tăng giá trị bản thân. Thay vào đó, họ tạo ra một môi trường an toàn để cho bạn phát triển, để trải nghiệm cuộc sống và để khám phá tiềm năng của chính mình. Ngoài ra, họ luôn luôn cổ vũ và động viên bạn trong cuộc sống và họ không ngần ngại nói lời thật lòng, ngay cả khi đó là những lời khó nghe. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nó là điều quan trọng để bạn có thể phát triển bản thân mình hơn. Thứ 6. Biết im lặng đúng lúc. Người ta chỉ mất 3 năm để học nói, nhưng mất cả cuộc đời để học cách im lặng. Bởi im lặng không đơn thuần chỉ là không nói gì, mà đó là cả một nghệ thuật kiểm soát cảm xúc mà bạn phải trải qua rất nhiều sai lầm và rất nhiều lần vạ miệng mới có thể học được. Bạn cũng biết đấy, lời nói còn khó giữ hơn tiền bạc. Hết tiền, bạn vẫn có thể có khả năng kiếm lại được. Nhưng một khi lời nói đã phát ra, thì bạn không có cách nào để thu lại được. Chính vì thế, trong những cuộc giao tiếp hàng ngày với bạn bè, bạn cần học cách kiểm soát lời nói và im lặng trong những lúc cần thiết để trở thành một người biết cách ứng xử tinh tế và nhã nhặn trong giao tiếp hoặc thậm chí đơn giản chỉ là không phải chuốc họa vào thân. Bạn tốt là người có khả năng đánh giá được khi nào nên nói, khi nào nên im lặng. Trong những thời điểm người khác đang cần sự lắng nghe và đồng cảm, không phải lúc nào cũng cần phải hỏi mày muốn gì để thể hiện sự quan tâm. Điều quan trọng nhất lúc đó là bạn có thể đứng đó lắng nghe mà không phê phán hoặc đưa ra lời khuyên. Những khi người khác đang tâm sự hoặc gặp khó khăn, họ thường chỉ cần một bờ vai để tự tin nói ra những suy tư và tình cảm của họ. Bạn không cần phải giải quyết mọi vấn đề hay đưa ra lời khuyên ngay lập tức. Đôi khi, việc lắng nghe thấm nhuần và cho họ biết bạn ở bên họ là điều quan trọng nhất. Hãy nhớ rằng, lúc khó khăn, người ta thường cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Bạn tốt là người có khả năng tạo ra một môi trường an toàn, nơi mà họ có thể chia sẻ mà không sợ bị đánh giá hoặc bị gợi ý. Thái độ lắng nghe và sự ủng hộ tinh thần trong những thời điểm như vậy có thể tạo ra sự kết nối sâu sắc và làm cho mối quan hệ trở nên mạnh mẽ hơn. Quý vị thân mến, chúng ta phải biết rằng cuộc sống không bao giờ có thể thuận buồm xuôi gió từ đầu chí cuối. Chúng ta luôn có thể gặp rất nhiều người tốt, đem tới năng lượng tích cực, là quý nhân để chỉ đường dẫn lối trên con đường thành công. Nhưng đồng thời, ta cũng phải đối mặt với rất nhiều kẻ xấu có thể kéo ta xuống vực thẳm và dẫm đạp ta trong bùn lầy. Do vậy, qua những dấu hiệu trên, thì tôi hy vọng ở hoàn cảnh nào bạn cũng phải học cách bình tĩnh để nhìn thấu bản chất đằng sau những biểu hiện dối lừa của những loại bạn tiểu nhân và ngụy quân tử này. Bên cạnh đó, cũng cần phải lạc quan với cuộc sống và cố gắng để bản thân trở nên mạnh mẽ, tiến bộ hơn. Chỉ khi bạn đủ bản lĩnh, bạn mới không bị người khác dễ dàng lật đổ. Lý giải vì sao phải thờ cúng ông bà tổ tiên người đã khuất, ý nghĩa của việc thờ cúng tổ tiên, quý vị hãy nên nghe ít nhất một lần trong đời. Quý vị thân mến, người xưa có câu, uống nước nhớ nguồn, ý muốn nói là để nhắc nhở con người không quên nguồn gốc, nguồn cội nơi mình được sinh ra, và cũng là nơi tổ tiên về quy tụ. Do đó, việc thờ cúng tổ tiên cũng có nguồn gốc từ lòng biết ơn và tôn trọng đối với bậc cha chú và những ông bà tổ tiên nơi chín suối.
Bằng cách lắng nghe và tìm hiểu về truyền thống này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về nguồn gốc và văn hóa của mình, cũng như tìm thấy những giá trị tinh thần mà việc tôn vinh ông bà tổ tiên mang lại cho cuộc sống của chúng ta. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng đọng tinh hoa đi tìm hiểu quý vị nhé! Thờ cúng tổ tiên để liên kết với quá khứ mà phát huy các giá trị sống tốt đẹp cho hiện tại. Thờ cúng ông bà cha mẹ để thực tiễn hóa ý niệm tri ân và báo đáp thâm ân dinh dưỡng. Thờ cúng đồng thời cũng là cách giáo dục lòng hiếu thảo cho con cháu về sau. Trước hết, người Phật tử không xem bàn thờ gia tiên là nơi ở của ông bà tổ tiên, những người thân đã khuất nói chung. Bàn thờ gia tiên được lập ra để tưởng niệm ghi nhớ ân đức sinh dưỡng của tổ tiên ông bà. Bàn thờ gia tiên biểu trưng cho cội nguồn huyết thống, cây có cội, nước có nguồn, con người có tổ tông. Kính thờ tổ tiên để bày tỏ lòng hiếu thảo, thể hiện tâm nhớ ân và hoài nguyện, đền đáp ơn sâu nghĩa nặng. Chính điều này đã hun đúc và hình thành nên truyền thống hiếu nghĩa quý báu của người Phật tử. Cung kiếng cũng vậy, người Phật tử cũng biết rõ, nếu ông bà tổ tiên tái sinh ngoài cõi ngạ quỷ quỷ thần thì không thể ăn uống hay thọ dụng những lễ phẩm dâng cúng ấy. Đơn cử, chư thiên không ăn được vì họ thấy dơ bẩn, không xứng với họ. Các loài trong địa ngục dù đói khát đến mấy cũng không thể thoát ngục để tới ăn uống. Chỉ riêng loài ngạ quỷ quỷ thần là có thể ăn đồ cúng của loài người. Nếu người thân của chúng ta chết rồi, tái sinh làm ngạ quỷ thì cúng kiến cho họ sẽ được thọ dụng. Nhưng hầu hết chúng ta lại không thể biết người thân của mình chết rồi tái sinh về đâu. Thành ra, lễ phẩm dâng cúng ông bà tổ tiên chủ yếu nhằm thể hiện lòng thành là bổn phận của con cháu, còn thọ dụng được hay không thì tùy nhân duyên của các vị. Như vậy, thờ cúng là để bày tỏ tâm hiếu thảo, biết ơn và đền công đức sinh dưỡng sâu nặng của cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Truyền thống của tổ tông gia tộc là một sợi chỉ đỏ kết nối quá khứ và hiện tại. Chúng ta tự hào về tổ tiên nên nguyện sống tốt, xứng đáng làm con hiền cháu thảo. Nếu mất gốc rễ, không thờ cúng, quên dấu vết cội nguồn huyết thống là một sự vong bản phi đạo đức. Đó là lợi ích đầu tiên của việc thờ cúng gia tiên. Kể đến, vì tưởng nhớ niệm ân ông bà tổ tiên, nên con hiền cháu thảo phát đại nguyện làm tất cả công đức thiện lành trong khả năng để hồi hướng phước báo cho họ. Phật giáo khuyến khích làm phước để hồi hướng cho người thân đã khuất, dẫu họ tái sinh vào đâu cũng nhận được phước đức do con cháu hiếu thảo hồi hướng đến. Cho nên, người Phật tử không quá chú trọng tới mâm cao cỗ đầy rồi thù tạc linh đình trong những ngày tưởng niệm, dỗ chạp, mà chủ yếu là tạo phước để hồi hướng, trao truyền hiếu đạo cho người sau. Thành ra, người Phật tử không hề xem việc thờ cúng tổ tiên ông bà là thờ quỷ như một số người vong ơn, bội nghĩa, bất hiếu, tà kiến, quan niệm. Thờ cúng tổ tiên là để liên kết với quá khứ mà phát huy các giá trị sống tốt đẹp cho hiện tại. Thờ cúng ông bà cha mẹ để thực tiễn hóa ý niệm tri ân và báo đáp thâm ân sinh dưỡng. Thờ cúng đồng thời cũng là cách giáo dục lòng hiếu thảo cho con cháu về sau. Giáo lý đạo Phật đề cao tinh thần hiếu đạo, kính thờ và phụng dưỡng cha mẹ mang lại phước báo lớn, đã hòa quyện vào tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt để trở thành nếp sống đạo đức, hiếu thảo của người Phật tử Việt hiện nay. Thưa quý vị, có không ít người đặt câu hỏi rằng, không biết mình cúng như thế này, người chết có thụ hưởng được hay không? Hay việc cúng tế này chỉ để tưởng nhớ ông bà tổ tiên, còn các cụ không thể ăn được? Nếu các cụ ăn được, thì tại sao đồ ăn sau khi cúng vẫn còn nguyên? Vậy rốt cuộc người chết ăn gì? Khi người thân cúng dỗ, họ có thụ hưởng được không? Để biết được câu trả lời, quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe ngay sau đây. Đối với người Việt Nam, cúng người mất có ăn hay không? Không phải là chuyện quan trọng,
Nhưng quan trọng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt. Như vậy, một con người thể hiện đạo lý là một con người còn đạo đức, còn đủ phẩm chất của một con người đáng quý, đáng tôn trọng. Cung bái tổ tiên, ông bà, cha mẹ hoặc bà con thân quyến là một trong những lễ tiết quan trọng của đời sống tinh thần, tâm linh có truyền thống lâu đời nhằm thể hiện sự tri ân, báo ân, lòng thương kính đối với người đã chết. Tuy nhiên, do không nhận thức đầy đủ về sự thọ dụng của các chúng sanh trong các cảnh giới có sự sai khác, nên việc cúng bái dỗ chạp đa phần thường được làm theo cảm tính hay phong tục, thể hiện lòng thành đối với người đã khuất mà không biết được người được cúng có thọ dụng được hay không. Thực ra, theo tuệ giác của Thế Tôn, chỉ có những chúng sanh nào thuộc tương ứng xứ, sanh và loài quỷ thần mới hưởng được vật thực dâng cúng. Như vậy, về phương diện đối tượng được cúng bái, thì chỉ những chúng sanh trong cõi quỷ thần mới thọ dụng được vật thực, đồ ăn, còn chúng sanh trong những loài khác thì không, vì bất tương ứng xứ. Tuy không nhận được thức ăn, nhưng các chúng sanh ấy vẫn nhận được phước báo nếu người thân làm phước để hồi hướng cho họ. Vì thế, đối với người cúng bái, muốn thân quyến được lợi ích dù ở bất kỳ cõi nào, thì ngoài việc sắm sửa lễ vật dâng cúng thì cần phải thực hành thiện pháp như phóng sanh, bố thí và cúng dường để hồi hướng. Điều đáng lưu ý ở đây là các chúng sanh dù ở tương ứng xứ nhưng chỉ nhận được đồ ăn chứ không nhận được các thứ khác như quần áo, xe cộ, nhà cửa hay tiền bạc. Vì lẽ ấy, không nên cúng vàng mã cho người chết, chỉ cúng đồ ăn, thức uống và hoa trái mà thôi. Thực hành cúng bái như lời Phật dạy thì không những âm dương lưỡng lợi, người chết được lợi ích, người sống được phước báo mà còn bảo lưu nét văn hóa tâm linh của dân tộc và đạo pháp. Bên cạnh đó, việc thờ cúng tổ tiên là nét văn hóa truyền thống của dân tộc người Việt. Phong tục này mang nhiều ý nghĩa đẹp đẽ cũng như giá trị văn hóa tinh thần. Người Việt Nam rất coi trọng lễ nghĩa nên đồ thờ cúng được lựa chọn rất kỹ lưỡng. Lễ vật sẽ được bày lên bàn thờ theo một trình tự và nguyên tắc nhất định. Tùy theo văn hóa vùng miền, điều kiện của từng dân tộc, gia đình mà việc cúng và đối tượng thờ tự sẽ có sự thay đổi nhất định. Ngoài ra, bàn thờ gồm những gì còn phụ thuộc vào diện tích và kích thước bàn thờ trong gia đình. Bên cạnh đó, các vật phẩm bày biện trên bàn thờ cúng gia tiên còn phụ thuộc vào mục đích của việc cúng lễ. Tuy nhiên, về cơ bản, bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình đều cần có những đồ lễ cần thiết sau. Bát hương trên bàn thờ. Vật dụng đầu tiên không thể thiếu trên bàn thờ là lư hương hay còn gọi là bát hương. Mục đích chính của đồ vật này là để thắp hương khi thờ cúng. Người xưa cho rằng bát hương là linh vật nối liền hai thế giới âm dương. Ngoài ra, theo phong thủy, bát hương còn là nơi ở của ông bà, người đã khuất khi trở về. Các gia đình có thể lựa chọn số lượng, kích thước bát hương phù hợp tùy theo mục đích thờ cúng và kích thước bàn thờ của gia đình bạn. Lư hương thường được làm theo kích thước lỗ ban phong thủy nhằm mang lại may mắn cho gia đình. Trên bàn thờ thường có 3 bát hương. Bát hương ở giữa là lớn nhất, dùng để thờ thổ công trong nhà. Bát hương bên trái nhỏ hơn thờ gia tiên. Bát hương bên phải bằng bát hương thứ hai được sử dụng để thờ cúng ông Mãnh và bà cô. Đối với những gia đình có bàn thờ thổ công và gia tiên riêng thì có thể đặt bát hương trên bàn thờ. Thứ nhất, ống dùng để cắm hương nhang. Một trong những mục đích quan trọng của ống cắm nhang và ống cắm hương là để thực hiện các lễ cúng và tôn giáo. Chúng là biểu tượng của sự tôn kính và kết nối với thế giới tâm linh, giúp người ta thể hiện lòng kính trọng và cầu nguyện đối với thần linh, tổ tiên và các vị thần mà họ tôn thờ. Ngoài ra, ông cắm nhang và ông cắm hương cũng xuất hiện trong các lễ hội và nghi lễ của gia đình, đóng vai trò quan trọng trong việc kỷ niệm các sự kiện quan trọng như lễ cưới, lễ tang hoặc các dịp lễ hội. Chính là phần không thể thiếu của những nghi thức truyền thống và gia đình gắn kết con người với quá khứ và tương lai.
Việc thờ cúng tổ tiên và tổ tiên cũng là một phần quan trọng của văn hóa gia đình trong nhiều nền văn hóa. Sử dụng ống cắm nhang và ống cắm hương trong việc này thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối với tổ tiên và đóng góp vào việc duy trì truyền thống gia đình qua các thế hệ. Vì vậy, ống cắm nhang và ống cắm hương không chỉ đơn thuần là những vật phẩm sử dụng trong lễ cúng hay nghi thức tôn giáo, mà còn mang trong mình nhiều ý nghĩa tâm linh và văn hóa sâu sắc. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện lòng kính trọng, biết ơn và tôn trọng đối với thế giới tâm linh và văn hóa của con người. Thứ hai, bộ chén bát dùng để cúng cơm. Trên bàn thờ tổ tiên của người Việt thường có 6 cái chén dùng để đựng đồ cúng, có thể được làm từ gốm bát tràng hoặc các chất liệu khác. Vào những dịp lễ, Tết, Dỗ, Chạp, người Việt Nam thường chuẩn bị một mâm cỗ cúng ông bà tổ tiên và những người đã khuất. Bát cúng ngoài ra còn được dùng để dâng lễ vật lên bệ trên. Số lượng chén và bát không phải là ngẫu nhiên. Trên bàn thờ thường bày đặt 6 cái chén. Con số này không chỉ là do quy tắc truyền thống mà còn mang ý nghĩa tượng trưng. Con số 6 trong văn hóa Việt Nam thường liên quan tới sự thịnh vượng, sung túc và may mắn. Những chén và bát này không chỉ đựng thức ăn mà còn được sử dụng để đặt các loại lễ vật như hoa quả, bánh mì, nước và các thức lễ khác. Những lễ vật này thường thể hiện lòng thành kính và tôn trọng của con cháu đối với ông bà tổ tiên và những người đã khuất. Bộ chén bát không chỉ đơn thuần là những đồ dùng trong thờ cúng, mà còn là biểu tượng của sự kết nối giữa các thế hệ trong gia đình. Thực hiện nghi lễ cúng cơm với chén bát cũng là cách thể hiện tôn trọng và tình cảm đối với tổ tiên của gia đình. Nó là một cách để kết nối thế hệ và duy trì truyền thống gia đình qua các thế hệ. Bộ chén bát cúng cơm không chỉ là những đồ vật thông thường mà còn là những ký ức và giá trị tinh thần còn đọng mãi trong lòng người Việt. Thứ ba, bộ đũa trên tủ thờ cúng. Bộ đũa trên tủ thờ cúng là một phần quan trọng của lễ cúng tổ tiên trong văn hóa Việt Nam. Đũa thờ cúng thường được đặt cùng với bát thờ trên bàn thờ và thường có 6 đôi đũa. Đây là những vật phẩm truyền thống giúp kết nối thế giới của người sống với thế giới của tổ tiên. Mỗi bộ đũa thờ cúng thường được chế tác tinh tế và thường có kiểu dáng truyền thống. Chúng thường được làm bằng gỗ hoặc những chất liệu tự nhiên khác và thường được trang trí đơn giản nhưng tinh xảo. Màu sắc và hoa văn trên đũa thường rất trang trọng và đẹp mắt. Ý nghĩa của bộ đũa trong lễ cúng tổ tiên rất quan trọng. Người Việt Nam tin rằng sau khi qua đời, linh hồn của người chết vẫn còn sống trong một thế giới khác, tương tự như thế giới của chúng ta. Do đó, việc cúng đồng thời thường là thức ăn cho tổ tiên là một phần quan trọng của văn hóa và tôn giáo. Bộ đũa được sử dụng để tổ tiên có thể dùng thức ăn và uống nước mà con cháu đã cúng lên. Do đó, bộ đũa trên tủ thờ cúng không chỉ là một vật phẩm truyền thống trong lễ cúng tổ tiên mà còn mang ý nghĩa tôn vinh và tôn trọng đối với tổ tiên và là một phần quan trọng của văn hóa và tôn giáo Việt Nam. Thứ tư, bộ ấm trà cúng bái nhỏ. Bộ ấm trà cúng bái nhỏ là một phần quan trọng của nghi lễ thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam, thường gồm một ấm trà, 6 tách trà và một đĩa dùng để đựng ấm chén. Bộ ấm trà này không chỉ có mục đích thực tiễn là cúng trà và nước cho tổ tiên, mà còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa và tâm linh sâu sắc. Việc dùng trà trong lễ cúng là một truyền thống lâu đời của người Việt. Trà được xem là một thức uống tinh túy và tinh tế, thể hiện sự kính trọng và tri ân đối với tổ tiên. Trong các buổi lễ cúng, người thờ cúng thường pha trà trên bàn thờ và dâng lên, tượng trưng cho sự kết nối giữa thế giới của họ và thế giới của tổ tiên. Bên cạnh trà, bộ ấm trà bao gồm ấm và tách trà. Ấm trà thường được làm bằng gốm bát tràng và các chất liệu khác với thiết kế truyền thống, thể hiện sự tinh tế và đẹp mắt. Tách trà có thể được làm từ những loại gốm khác nhau và thường có thiết kế đơn giản. Đĩa dùng để đựng ấm chén giúp giữ cho bàn thờ sạch sẽ và tạo sự sắp xếp ngăn nắp trong lễ cúng.
Vì thế, bộ ấm trà cúng bái nhỏ không chỉ là một công cụ trong nghi lễ thờ cúng tổ tiên, mà còn thể hiện giá trị văn hóa và tâm linh đặc biệt của người Việt. Nó kết nối thế hệ và thể hiện lòng kính trọng và tri ân đối với tổ tiên, cũng như là một phần quan trọng của cuộc sống hàng ngày. Thứ 5. Bình hoa tươi. Bình hoa tươi hay còn gọi là lọ lục bình đóng vai trò quan trọng trong lễ cúng tổ tiên của người Việt. Đây không chỉ là một vật dụng trang trí trên bàn thờ mà còn chứa đựng những ý nghĩa tinh thần và tâm linh sâu sắc. Công dụng chính của bình hoa là để cắm hoa tươi và dâng lên ông bà tổ tiên. Hoa tươi tượng trưng cho sự tươi mới, tươi đẹp của cuộc sống và việc đem hoa tươi lên bàn thờ là một cách để con cháu thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối với tổ tiên. Đây cũng là cách để tạo một không gian linh thiêng và trang nghiêm, nơi mà lễ cúng có thể diễn ra một cách thiêng liêng và tôn nghiêm. Việc đặt lọ hoa trên bàn thờ cũng tuân theo nguyên tắc về phong thủy. Thông thường, lọ hoa sẽ được đặt đối xứng hai bên của bàn thờ hoặc đặt ở phía tây. Đối với các gia đình có bàn thờ lớn hơn, có thể cắm thêm nhiều loại hoa khác nhau để tạo nên một bàn thờ đẹp và phong cách. Bình hoa tươi không chỉ là một phần của lễ cúng tổ tiên mà còn là biểu tượng của sự tươi mới, sự tôn trọng và kết nối giữa thế hệ trẻ và tổ tiên. Qua việc cắm hoa và đặt lọ hoa trên bàn thờ, con cháu thể hiện sự tri ân và lòng biết ơn đối với những đóng góp và tình yêu thương của ông bà và tổ tiên đã khuất, và cũng là cách để duy trì và tôn vinh văn hóa và tâm linh của dân tộc. Thứ 6. Mâm bồng. Mâm bồng còn được gọi là đĩa hoa quả và là một phần không thể thiếu và đặc biệt quan trọng trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình Việt Nam. Nó không chỉ đơn giản là một mâm để đựng hoa quả, bánh kẹo hoặc những món đồ lễ cúng, mà còn mang trong nó những giá trị về tâm linh và truyền thống sâu sắc. Mâm bồng thường được sắp xếp cầu kỳ và tinh tế, tạo nên một bức tranh lễ cúng đẹp mắt và trang nghiêm. Trên mâm, bạn có thể thấy nhiều loại hoa quả khác nhau, mỗi loại mang một ý nghĩa riêng. Ví dụ, trái cây có màu đỏ thường tượng trưng cho sự thịnh vượng và may mắn, trong khi trái cây có màu vàng tượng trưng cho sự giàu sang và thịnh vượng. Những bánh kẹo và đồ lễ khác trên mâm bồng thường được sắp xếp một cách cẩn thận và thể hiện lòng kính trọng và tri ân của gia đình đối với tổ tiên. Các mâm thường được đặt ở vị trí quan trọng trên bàn thờ, thể hiện sự tôn trọng và tạo ra một không gian linh thiêng trong ngôi nhà. Vị trí của mâm bồng cũng có ý nghĩa riêng. Thông thường, mâm bồng được đặt đối xứng hai bên bàn thờ để thể hiện sự cân bằng và đoàn kết trong gia đình. Nếu chỉ có một mâm, nó thường đặt ở hướng đông, vị trí được coi là linh thiêng và truyền thống từ xa xưa. Thứ 7. Kỷ chén và nậm rượu bàn thờ. Kỷ chén và nậm rượu trên bàn thờ là hai vật phẩm quan trọng không thể thiếu trong lễ cúng tổ tiên của người Việt. Chúng không chỉ đơn thuần là những đồ vật trang trí mà còn mang theo những giá trị tinh thần và tâm linh sâu sắc. Nậm rượu thường được làm từ sứ hoặc nhựa, đóng vai trò quan trọng trong việc lưu giữ rượu để cúng tổ tiên. Nếu nhìn vào một cách đơn giản, nậm rượu chỉ là một chiếc bát hay chén nhỏ, nhưng nó mang trong mình ý nghĩa to lớn. Nó thể hiện sự biết ơn và tôn trọng của con cháu đối với tổ tiên, bởi qua nậm rượu, chúng ta có thể dâng lên một phần của cuộc sống hàng ngày để cảm ơn và thể hiện lòng biết ơn. Đây cũng là cách để duy trì mối kết nối giữa thế hệ trẻ và tổ tiên, làm cho tinh thần gia đình và tình cảm gia đình luôn được gắn kết mạnh mẽ. Kỷ chén, với các chén đựng nước và rượu, thường được đặt ở trên bàn thờ cúng. Số lượng chén trong kỳ thờ có thể thay đổi tùy theo quy định của gia đình, thường là 3 hoặc 5 chén. Đây không chỉ là nơi để cất giữ nước và rượu cúng, mà còn là nơi thể hiện sự trang nghiêm và tôn trọng trong lễ cúng tổ tiên. Khi vào những dịp lễ Tết, hội xuân và những ngày quan trọng khác, gia chủ sẽ rót nước và rượu vào kỳ chén để chuẩn bị cho lễ cúng gia tiên. Điều này tạo ra không gian linh thiêng và thiêng liêng, nơi mà con cháu có thể thể hiện lòng biết ơn và thờ phụng tổ tiên. Thứ 8. Chóe thờ cúng.
Chóe thờ hay còn được gọi là chóe bày là một phần quan trọng của bàn thờ tổ tiên trong nền văn hóa tôn giáo của người Việt Nam. Thường thì chóe sẽ gồm 3 chiếc chóe nhỏ được sắp xếp cân đối, mỗi chiếc đựng một loại thực phẩm cụ thể. Các loại thực phẩm này thường bao gồm muối, gạo và nước hoặc rượu. Chóe thờ không chỉ đơn thuần là một phần của lễ cúng mà còn mang trong nó sâu sắc ý nghĩa tâm linh và truyền thống gia đình. Bằng cách đặt chóe thờ trên bàn thờ, gia đình thể hiện lòng thành kính và tri ân đối với tổ tiên, cầu mong sự dư giả và sung túc trong cuộc sống. Các loại thực phẩm trên chóe thờ thường biểu trưng cho những yếu tố cơ bản của cuộc sống, như muối tượng trưng cho sự bền vững, gạo thì biểu thị cho sự thịnh vượng, và nước hoặc rượu thể hiện sự phấn đấu và cống hiến của gia đình. Mỗi gia đình có cách bày chóe thờ riêng, thể hiện sự sáng tạo và cá nhân hóa trong nghi thức thờ cúng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là ý nghĩa mà chóe thờ mang lại. Đó là biểu tượng của lòng tôn trọng và lòng biết ơn đối với tổ tiên. Dù bàn thờ có diện tích lớn hay nhỏ, việc có chóe thờ luôn là một phần quan trọng của lễ cúng, giữ cho tinh thần và giá trị văn hóa của người Việt Nam được duy trì và thể hiện một cách đẹp đẽ. Thứ 9. Đèn thờ cúng hay chân nến thờ. Đèn thờ cúng hay còn gọi là chân nến thờ là một phần quan trọng của không gian thờ cúng. Chúng không chỉ có mục đích giữ cho không gian thờ được sáng rạng ngời mà còn mang theo những giá trị tinh thần và tâm linh sâu sắc. Đèn thờ và chân nến thường được đặt thành cặp và đặt cạnh kỳ chén thờ. Điều này không chỉ tạo nên một không gian thờ trang nghiêm và thiêng liêng mà còn có ý nghĩa tượng trưng quan trọng. Trong tâm linh của người Việt, đèn thờ thường được coi là bức đèn chỉ đường, là cách để tổ tiên người đã khuất có thể tìm đường trở về dương gian. Chúng đại diện cho sự sáng sủa và hy vọng cũng như khả năng kết nối giữa thế giới của chúng ta và thế giới bên kia. Khi gia đình thắp sáng đèn thờ trong lễ cúng, đó không chỉ là việc cung cấp ánh sáng vật lý mà còn là hành động tôn kính và đón nhận ý nghĩa tâm linh. Đèn thờ giúp tạo ra một không gian linh thiêng và thiêng liêng, nơi mà con cháu có thể thể hiện lòng biết ơn, tôn trọng và tình cảm đối với tổ tiên. Điều này là một phần quan trọng của văn hóa và tín ngưỡng của người Việt, giúp duy trì mối kết nối giữa thế hệ trẻ và tổ tiên và giữ gìn những giá trị tinh thần truyền thống qua thời gian. Thứ 10. Di ảnh cúng. Di ảnh thờ cúng là hình ảnh của tổ tiên đã khuất và nó đóng vai trò quan trọng trong các nghi lễ thờ cúng gia đình. Ảnh thờ thường được đặt trên bàn thờ theo một quy tắc quan trọng về sắp xếp và tôn trọng. Theo quy tắc nam tả nữ hữu, ảnh của các tổ tiên nam giới sẽ đặt ở phía bên tả, tức là bên phải, của bàn thờ, trong khi ảnh của các tổ tiên nữ giới thì được đặt ở phía bên hữu, tức là bên trái. Ở một số vùng miền, có quy định rằng di ảnh chỉ được đặt trên bàn thờ trong vòng 3 năm đầu tiên sau khi người đó đã khuất. Sau khoảng thời gian này, di ảnh sẽ được thay thế bằng bức tranh hoặc hình ảnh khác. Tuy nhiên, ở các vùng khác, di ảnh có thể được đặt trên bàn thờ từ năm này qua năm khác, bất kể thời gian đã trôi qua. Điều quan trọng nhất là sự tôn trọng và lễ nghi trong việc thờ cúng tổ tiên. Ảnh thờ thường được đóng khung bằng kính trong khung gỗ hoặc khung kim loại. Việc này giúp bảo vệ hình ảnh và đồng thời tôn trọng sự linh thiêng của di ảnh. Khi đặt ảnh thờ trên bàn thờ, gia đình thường tiến hành các nghi lễ thờ cúng như dâng lễ vật, nén hương và cầu nguyện thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng đối với tổ tiên. Quý vị thân mến! Thờ cúng tổ tiên giúp duy trì và truyền tải những giá trị truyền thống của người đã khuất. Nó là cách để con cháu bày tỏ lòng biết ơn, tôn trọng và lòng kính trọng đối với những người đã đi trước, những người đã đặt nền móng cho cuộc sống hiện tại. Ngoài ra, việc này cũng là cách để mọi người có thời gian dừng lại, tĩnh tâm và tập trung vào những giá trị không phải lúc nào cũng có thể thấy được trong cuộc sống bận rộn. Vậy nên, việc thờ cúng tổ tiên không chỉ là việc làm truyền thống mà còn là một phần quan trọng của tâm hồn và tinh thần con người. Chính vì vậy, nên ít nhất một lần trong đời hãy dành thời gian để hiểu và trải nghiệm ý nghĩa đặc biệt của việc thờ cúng tổ tiên. Quý vị thân mến!
Có bao giờ bạn gặp vấn đề như vận may đến một nhưng điểm xấu đôi khi đến gấp đôi hay chưa? Nếu gặp tình huống đó, bạn phải làm sao để hóa giải điều xui rủi đó và mang lại nhiều điều tốt lành hơn? Thực vậy, có những thời điểm dường như tất cả mọi điều tồi tệ đều ập đến với bạn, như hỏng hóc đồ đạc, mất tiền, công việc không vừa ý, bị tai nạn. Thường thì may mắn đến một nhưng xui xẻo tới gấp 2, 3. Đó có lẽ là một sự trùng hợp về thời gian hoặc liên quan tới tử vi phong thủy. Phong thủy sẽ giúp giải bớt tai họa và mang tới những nguồn năng lượng tích cực để bảo vệ bản thân bạn và người thân trước những sóng gió. Một vài thay đổi nhỏ trong cuộc sống hàng ngày sẽ giúp xua đuổi bớt vận đen. Vậy nên, quý vị hãy cùng lắng đọng tinh hoa, lắng nghe và chiêm nghiệm về những cách hóa giải xui xẻo, xem ngay kẻo hối hận không kịp. Đầu tiên, dùng muối để hóa giải xui xẻo. Bạn biết không, những xui xẻo khó khăn chắc chờ của cuộc sống hoàn toàn có thể được hóa giải chỉ bằng một nguyên liệu vô cùng quen thuộc, muối. Vậy xả xui bằng muối như thế nào? Câu nói đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, câu nói do ông bà ta truyền lại từ thời xa xưa, ắt hẳn đã cho chúng ta biết được tầm quan trọng của muối. Vì sao phải là đầu năm mua muối? Rất đơn giản, muối trong văn hóa phương Đông được xem là vật khắc chế những luồng khí không tốt, tà khí trong cuộc sống. Do đó, hành động mua muối đầu năm sẽ mang tới nhiều may mắn cho gia chủ, xua đi những vận xui, tà khí trong ngôi nhà. Ném muối qua vai trái. Đây là một trong những cách xả xui bằng muối hiệu quả và được nhiều người thực hiện. Về cách này, bạn chỉ cần cầm một nắm muối sạch, sau đó ném qua vai trái là được. Nếu là nữ thì bạn nên cầm bằng tay phải, là nam thì cầm tay trái theo quan niệm nam tả nữ hữu của dân gian. Việc ném muối qua vai trái sẽ giúp bạn xua đi mọi đen đủi, để lại những may mắn niềm vui trong cuộc sống. Song, bạn tuyệt đối không nên cầm muối sai tay hay ném muối qua vai phải, bởi điều này sẽ khiến vận xui kéo tới gấp đôi. Ngoài ra, khi xả xui bằng cách này, bạn chỉ ném qua vai một lần duy nhất, không nên thực hiện nhiều lần bởi điều này có nghĩa là bạn đang vứt bỏ cả may mắn của mình đấy. Tắm muối để giải vận xui. Việc ngâm mình trong nước muối cũng là phương án giải xui hiệu quả, mang tới những điều tốt lành, may mắn cho người thực hiện. Để thực hiện cách này, bạn hãy chuẩn bị một thìa muối theo nguyên tắc nam 7 thìa, nữ 9 thìa vào trong bồn nước ấm, sau đó ngâm mình trong làn nước đó. Ngoài ra, bạn có thể mua thêm vài giọt tinh dầu nước muối để tinh thần được sảng khoái, thư giãn, giảm stress. Việc tắm bằng nước muối không chỉ giải xui hiệu quả mà còn giúp da bạn được mịn màng, mềm mại, sạch sẽ, từ đó cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai hơn. Rắc muối xả xui tại nhà. Bạn có thể ngăn chặn vận xui tìm đến mình bằng cách rải một nắm muối trước cửa nhà vào lúc bình minh, trước khi mặt trời ló dạng. Theo lý giải của các chuyên gia phong thủy, cửa nhà là nơi thu hút những luồng khí bên ngoài, ảnh hưởng tới vận mệnh và cuộc sống của con người. Do đó, nếu cửa nhà đón nhiều luồng khí tích cực, khí dương, thì các thành viên trong gia đình sẽ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và có tài lộc viên mãn. Tuy nhiên, nếu cửa nhà nằm ở hướng không tốt, thường đón nhận nhiều tà khí, thì gia chủ sẽ thường xuyên ốm yếu, mệt mỏi. Vì vậy, việc rắc muối trước cửa nhà sẽ giúp bạn tẩy uế, ngăn chặn các tà khí xâm nhập vào nhà, mang tới nhiều vận may hơn. Ngoài ra, cách làm này còn giúp cho không gian xung quanh bớt đi mùi hôi, mùi xú uế khó chịu nữa đây. Lau nhà bằng nước muối, cách xả xui bằng muối hiệu quả. Bạn hãy pha một ít nước muối vào nước sạch và sử dụng nước này để lau nhà, các vật dụng bằng gỗ trong phòng, đồng thời thắp một nén hương trên bàn thờ gia tiên. Theo quan niệm, muối giúp ngôi nhà được nạp thêm sinh khí, mang tới không gian sống sạch và trong lành hơn, đón nhiều năng lượng tích cực hơn. Khi không có năng lượng tiêu cực tồn tại, may mắn sẽ đến với bạn nhiều hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt một nắm muối nhỏ vào các góc nhà để chúng có thể hấp thụ những năng lượng không tốt. Vào sáng hôm sau, hãy quét bỏ nắm muối này và thay bằng một nắm muối khác để mang tới vận may cho bản thân nhé.
làm lọ phong thủy bằng muối để giải vận xui tại nhà. Hãy bỏ muối vào bát thủy tinh hoặc bát sứ sạch, sau đó đổ muối tinh khiết vào miệng bát rồi đặt 6 đồng xu xếp thành hình vòng tròn trong lòng bát muối. Tiếp theo, bạn hãy đổ nước vào lòng bát rồi đặt bát muối phong thủy lên một tấm vải sạch. Sau đó mang đi đặt ở hướng đông nam để giải vận xui, mang tới nhiều tài lộc danh vọng nhé. Lưu ý, bạn không nên tự ý xê dịch hay động chạm vào bát muối, càng không che bát muối thì hiệu quả mới được phát huy tối đa. Để muối trong góc nhà. Bạn hãy đặt một nắm muối nhỏ vào góc nhà trước khi trời tối để muối có thể hấp thu tà khí, xua đi những điều xui xẻo và mang tới những điều may mắn. Vào sáng hôm sau, bạn hãy thu dọn và bỏ nắm muối đó, tiếp tục thực hiện lặp lại để luôn luôn có vận may, thu hút tài lộc vào nhà. Có thể thấy, việc xả xui bằng muối vô cùng đơn giản, dễ thực hiện mà hiệu quả lại cao. Chắc chắn bạn sẽ bất ngờ đấy. Hãy thử các cách trên nếu cuộc sống của bạn đang gặp khó khăn xui xẻo nhé. Thứ hai, làm việc thiện để thay đổi vận may. Các bạn có biết một trong những cách tốt nhất để thay đổi vận may của mình là làm việc thiện. Khi bạn cho đi thì sẽ có một ngày bạn nhận lại. Đây là một cách để trả cho bất kỳ những điều xấu mà bạn đã làm trong kiếp này hoặc trước đó. Bởi khi những người mang trong mình tâm tính lương thiện thì lúc nào cũng chỉ biết cho đi mà chẳng mong nhận lại. Nhưng một khi đã gieo được nhân tốt thì chắc chắn họ sẽ gặt hái được quả ngọt mà thôi. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, chó và hồ ly. Chó yêu hồ ly sâu nặng, chúng thường chơi với nhau, giờ một ngày cả hai gặp phải thần chết. Thần chết nói, trong hai người chỉ có một người được sống, hai người hãy oan tù tì đi, ai thua thì sẽ phải chết. Cuối cùng hồ ly đã chết, chó khóc lóc ôm hồ ly đã chết nằm yên lặng trong lòng. Đã nói là cả hai sẽ cùng ra búa, tại sao trong khi ta ra kéo thì ngươi lại ra lá? Hóa ra, chó muốn thua để hồ ly được sống. Tưởng rằng hồ ly sẽ ra búa nên chó ra kéo, nhưng không ngờ hồ ly lại ra lá, vì nó nghĩ chó sẽ ra búa. Cuối cùng, tất nhiên là chó đã thắng. Đây mới là hiện thực, là lòng người trong xã hội. Hồ ly ích kỷ, còn chó lại quá ngây thơ đơn giản. Có một số người cam chịu thua cuộc nhưng họ lại đang thắng. Thế nên, cứ tiếp tục lương thiện rồi bạn sẽ thắng. Làm người phải sống có hậu, chân lý lúc nào cũng thuộc về sự lương thiện. Chúng ta ít nhiều cũng được nghe qua câu nói. Rồi tới một ngày bạn sẽ nhận ra, lương thiện khó hơn thông minh. Vì thông minh là một dạng bẩm sinh, còn lương thiện là một dạng lựa chọn. Một người có trái tim lương thiện sẽ luôn gặp được nhiều may mắn. May mắn, phúc đức đều gõ cửa tìm đến. Bởi vì khi họ biết cho đi thì họ sẽ càng nhận lại nhiều hơn. Sự lương thiện xuất phát từ trái tim chứ không phải từ những toan tính cũng giống như ngọn đèn đường. Tuy chẳng thể sưởi ấm được cho ai nhưng lại có thể soi sáng cả con đường dài mà chúng ta đi sau này. Trong cuộc sống này, người có bao dung và nhân từ thì mới được tất cả thiên hạ trọng dụng và kính nể. Chúng ta đừng chỉ biết tính toán những chuyện đã qua. Thay vào đó, nên học cách bao dung cho những khuyết điểm của người khác. Bởi làm gì có ai sống mà hoàn hảo, không mắc phải sai lầm nào cơ chứ. Càng học được cách bao dung cho người khác, khi khó khăn thì bạn sẽ lại được người ta giúp đỡ lại. Mặt khác, bạn bao dung cho lỗi lầm của người khác cũng chính là đang chừa cho mình con đường lui. Bao dung với cuộc đời bởi mỗi người đều là bạn của mình. Có như vậy, sớm muộn vận may cũng tìm đến. Nếu chỉ vì cái lợi trước mắt mà đi lừa người khác, thì bạn đã đánh mất đi cơ hội phát triển lâu dài và uy tín của chính mình rồi. Chân thành sẽ làm cho con đường của chúng ta đi trở nên thuận lợi hơn. Thế nên, hãy cố gắng sống lương thiện, vô tư và chân thành. Vì thế, trong cuộc sống này, chúng ta hãy tích thêm công đức của bạn bằng cách làm từ thiện, giúp đỡ người già vô gia cư hoặc trẻ em mồ côi. Công đức càng dày thì may mắn đến với bạn càng nhiều hơn. Nhưng nên nhớ rằng, việc thiện sẽ tạo ra nhiều công đức nếu bạn thực tâm thiện nguyện, chứ không phải vì những mục đích ích kỷ của bản thân. Thứ ba,
đốt trầm hương để hóa giải vận xui. Bạn đang muốn ngôi nhà của mình tinh sạch, không có tạp khí hay tà uế, nhưng lại không biết làm thế nào cho đúng và hiệu quả. Thông qua video này, Lắng Đọng Tinh Hoa sẽ chia sẻ cho bạn cách xông nhà xả xui bằng trầm hương. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về phong long là gì. Phong long được hiểu đơn giản là những nguồn năng lượng không tốt hình thành do tử khí, luồng không khí hoặc vi khuẩn tỏa ra khi có xác chết, hay thậm chí là khi ta phá thai, hư thai. Khi chúng ta đi viếng đám ma hay tình cờ gặp những người đang mắc hơi phong long nặng, thì nguồn năng lượng không tốt đó đều sẽ vương lại một phần ở nhà chúng ta. Việc này sẽ gây cảm giác khó chịu, bực bội trong người, rồi dẫn tới gây gỗ, cãi cọ giữa các thành viên trong gia đình. Những chuyện xui xẻo trong cuộc sống cũng diễn ra nhiều hơn, kéo theo công ăn việc làm mọi thứ đều trì trệ, buôn bán ngày càng ế ẩm. Chính bởi lẽ đó, bạn cần thường xuyên tiến hành xông nhà để loại bỏ những tác nhân khiến cho bạn gặp xui xẻo, giúp cho mọi việc đều trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn, nhất là công việc kinh doanh. Điều này đặc biệt quan trọng trong những dịp cuối đầu năm, khi bạn chuyển về nơi ở, nơi làm việc mới hay mua xe và các tài sản có giá trị khác. Xông nhà vào dịp cuối hay đầu năm giúp loại bỏ uế khí của năm cũ, thu hút dương khí ngày đầu năm, giúp năm mới phát tài phát lộc, gặp nhiều điều may mắn. Trong trường hợp bạn mua những tài sản giá trị, chuyển nhà, thì việc xông nhà là thiết yếu bởi tất cả các tài sản đó đều đã tích tụ một lượng uế khí trong thời gian xây dựng, sửa chữa và được người chủ cũ sử dụng. Nếu không muốn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố này, thì bạn cần phải tiến hành xông nhà xả xui trước khi sử dụng chúng. Tiếp đến là tác dụng của trầm hương. Từ xa xưa, trong dân gian, mọi người đã truyền nhau những bài thuốc chữa bệnh hiệu quả từ trầm hương. Đến nay, trầm hương thường được biết đến như một phương thuốc an thần, giảm đau, bổ thận, lợi tiêu hóa và chữa trị một số căn bệnh khác của cơ thể. Bên cạnh việc được sử dụng để chữa bệnh trong y học, thì trầm hương còn được dùng để xả xui. Trầm hương hay gió trầm nguyên chất được mọi người biết đến và sử dụng để xông nhà thanh tẩy tạp khí, uế khí trong gia đình, đẩy lùi mọi vận đen xui xẻo cũng như đem lại niềm vui, tài lộc và sự may mắn trong gia đình. Thông thường, chúng ta cần phải đốt trầm để xông nhà xua đuổi tà khí, xui xẻo hàng tháng hay vài ba tháng một lần. Nhờ vậy, không gian sống xung quanh bạn sẽ trở nên tinh sạch, thuần khiết và có tác dụng an thần, tạo cảm giác thư thái và mang lại nhiều lợi ích cho tinh thần. Mọi người sống, làm việc trong đó hay thậm chí là những người ghé qua đều sẽ trở nên bao dung, dịu tính và hòa hợp hơn. Khi đốt, khói nhang trầm nguyên chất cũng tạo bầu không khí linh thiêng, ấm áp nên nó cũng được sử dụng trong các nghi lễ cúng bái. Theo các nhà tâm linh, khói trầm cũng tạo ra sợi dây liên kết vô hình giữa con người với các bậc tổ tiên và thần thánh xa gần. Nhờ vậy, lời thỉnh cầu của bạn sẽ được lắng nghe và phù hộ độ trì. Dưới đây là cách xông nhà xả xui với trầm hương. Để có thể xả xui, loại bỏ hoàn toàn tà khí và uế khí trong nhà và đem may mắn tài lộc về không phải là điều dễ dàng. Bên cạnh việc mua đúng loại trầm hương tự nhiên, bạn cũng cần phải biết cách thức xông trầm như thế nào mới đúng và cho hiệu quả nhất. Cũng vì thế, chúng tôi chia sẻ tới bạn một số hình thức xông trầm hương nguyên chất thông dụng nhất trong cuộc sống. Chúng ta cùng tìm hiểu. Cách thứ nhất, bạn có thể sử dụng các loại nhang nụ trầm hương dưới mọi hình thức như nhang khoanh, nhang cây có tăm, không tăm. Nụ bằng trầm hương phải được thắp thường xuyên mỗi ngày trong nhà trên bàn Phật và bàn thờ tổ tiên. Cách thứ hai, đối với bột trầm hương nguyên chất, bạn có thể đặt chúng ở trung tâm phòng hoặc đốt và mang chúng đi khắp nơi trong nhà. Lưu ý, bạn cần đi từ tầng trên cùng rồi dần xuống dưới, từ phòng trong cùng tới phòng ngoài. Cuối cùng, khi xuống tới phòng khách, hãy đặt chúng ở giữa phòng và có thể thường xuyên lấy muỗng cà phê trộn lên để bột trầm dễ cháy hơn và tạo khói nghi ngút. Cách cuối cùng là bạn có thể sử dụng tinh dầu trầm hương pha cùng một chút nước sạch dùng để lau chùi rồi rửa toàn bộ nhà cửa, phòng ốc. Có như vậy, những nơi chứa nhiều uế khí trong nhà mà bạn không thể nhìn thấy được mới được thanh tẩy hoàn toàn.
Không chỉ vậy, bạn cũng có thể sử dụng hỗn hợp tinh dầu trầm với nước rồi tắm gội toàn thân để loại bỏ những năng lượng xấu trên mình. Lưu ý rằng, khi xông nhà xả xui bằng trầm hương, bạn phải mở tất cả cửa trong phòng, bật hết đèn. Nếu bạn đang gặp vận hạn quá lớn thì có thể nhảy qua nhảy lại. Nam nhảy 7 bước, nữ là 9 bước. Có như vậy, việc xông của bạn sẽ có kết quả tốt hơn nhiều. Cuối chương trình, xin kính chúc quý vị thành công và vui vẻ trên hành trình cuộc đời mình. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh Lắng Đọng Tinh Hoa để ủng hộ thêm cho ban biên tập chương trình và được lắng nghe thêm nhiều lời dạy bổ ích và triết lý cuộc sống nhé. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.